Chào các em. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Sách Academy Source 1. Và bài hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập phần đầu của Unit 1 My Funny Friends. Trước tiên là phần từ vựng ở Lesson 1. Chúng ta có 8 từ vựng cần ghi nhớ, đó là boy có nghĩa là chàng trai hoặc là bạn nam, girl cô gái hoặc là bạn nữ, friend người bạn, teacher giáo viên, big to, small nhỏ, tall cao, funny hài hước, khôi hài, buồn cười. Bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa nhé. Boy, girl, friend, teacher, big, small, tall, funny. Ở lesson 2, chúng ta có một câu chuyện ngắn. Và trước tiên thì cô muốn các em ôn lại hai từ vựng sau đây. Từ thứ nhất là he. He có nghĩa là cậu ấy, hoặc là anh ấy, hoặc là ông ấy, tùy theo những cái người chúng ta gặp được. Nếu là người nhỏ tuổi thì chúng ta có thể gọi là cậu ấy, lớn tuổi hơn thì gọi là anh ấy, lớn hơn nữa thì gọi là ông ấy. Chữ she cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể gọi là cô ấy, chị ấy, bà ấy. Bây giờ chúng ta cùng đọc câu chuyện nhé. Picture 1. Look, Anna, he's tall. He's a robot. Picture 2. Hello, I'm Anna. Hi, I'm Alex. I'm Tom. Picture 3. This is Sarah. She's 6. She's my friend. Hello, Sarah. Picture 4. Hello, hello. I'm Bart. I'm a robot. I'm small. Ha ha, he's funny. Bây giờ cô sẽ dịch nghĩa câu chuyện sang tiếng Việt để cho các em hiểu rõ hơn nhé. Đầu tiên, Sarah nói: nhìn kìa N, cậu ấy thật cao. N nói rằng cậu ấy là một robot. Sau đó N nói: xin chào, tôi là N. Và bạn này nói rằng: xin chào, tôi là Alex. Bạn Tom thì nói là: tôi là Tom. Sau đó N chỉ sang Sarah và giới thiệu bạn Sarah với bạn Alex. N giới thiệu như sau: đây là Sarah, cô ấy 6 tuổi. Cô ấy là bạn của tôi. Bạn Alex nghe giới thiệu xong thì nói: xin chào Sarah. Và cuối cùng bạn Bot tự giới thiệu như sau: xin chào, tôi là Bot. Tôi là một robot. Tôi thì rất nhỏ. Bạn Alex bảo ra: ha ha, cậu ấy thật là hài hước. Và ở lesson 3, phần ngữ pháp, hôm nay chúng ta sẽ học ba từ, đó là chữ I có nghĩa là tôi, he có nghĩa là cậu ấy, và she có nghĩa là cô ấy. Chúng ta dùng những chữ I đi với am, viết tắt là I. He đi với chữ is, viết tắt là his. She đi với chữ is, viết tắt là she's. Chúng ta dùng những từ này để giới thiệu tên, tuổi hoặc là để miêu tả ngoại hình của một người. Chẳng hạn như ở hình đầu tiên, chúng ta thấy có một bạn nữ. Bạn này tự giới thiệu tên là I'm Beth, có nghĩa là tôi là Beth. Ở hình thứ hai, bạn Beth giới thiệu về một bạn nam. Bạn nam này rất là cao, cho nên bạn Beth nói rằng he's tall, cậu ấy thì cao. Và ở hình thứ ba, bạn Beth giới thiệu một bạn nữ khác. She's 6, cô ấy 6 tuổi. Ở đây bạn Beth giới thiệu tuổi của bạn nữ này. She's 6, cô ấy 6 tuổi. Tiếp theo, chúng ta thấy bạn nam này vận dụng những câu mà chúng ta vừa mới được học để giới thiệu về bản thân mình và giới thiệu về một người bạn của cậu ấy. Chúng ta xem bạn nam này giới thiệu như thế nào nhé.
I'm Luke. I'm 7. I'm tall. He's my friend. He's small. Đầu tiên, bạn Luke giới thiệu về bản thân bạn ấy là tôi là Luke. Tôi 7 tuổi. Tôi thì cao. Sau đó, bạn Luke giới thiệu về một người bạn nhỏ con ở trong hình. Bạn Luke giới thiệu như sau. Cậu ấy là bạn của tôi. Cậu ấy thì nhỏ. Như vậy chúng ta đã biết cách dùng ba mẫu câu ở trên như thế nào chưa nào? Như vậy là cô vừa hướng dẫn các em ôn tập xong phần đầu tiên của Unit 1, My Funny Friends. Ở video kỳ sau thì cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em ôn tập phần tiếp theo của Unit 1. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em. Goodbye, see you soon.